Đức Phật Thích Ca đã tu hành thành đạo, chỉ cho chúng sanh tự mình nhận biết đây là sự khổ, đây là nguyên nhân dẫn đến sự khổ, đó chính là tâm tham ái. Đây là Niết Bàn, chỗ an vui hạnh phúc, không có sự khổ. Và đây là con đường, là phương pháp thực hành để đi đến Niết Bàn, đó là bát chính đạo, diệt tận tham ái khổ đau. Sao mai vừa lên dưới cội Bồ Đề, Thái tử Tất Đạt Đa, đấng thanh đạo quả, hiệu là Phật Thích Ca. Hiệu là Phật Thích Ca. 49 ngày đêm tu hành thiền định, chiến thắng ma vương, đạt thành giác ngộ, chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ. Đời con bao năm trường ngũ tối, đời con khổ đau, nếu không có Phật. Chỉ dạy cho chúng sanh về các sự khổ, đó là tám khổ. Khổ thứ nhất là tham cầu, mong muốn không được thì đau khổ. Điều khổ thứ hai là yêu thương nhau mà phải chia lìa nhau là khổ. Điều khổ thứ ba, oán đối mà phải hội tụ ở một chỗ là khổ. Điều khổ thứ tư là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức của chính mỗi chúng sanh luôn luôn thay đổi, làm cho chúng sanh đau khổ. Khổ thứ năm là sinh ra là khổ. Khổ thứ sáu là già đi là khổ. Khổ thứ bảy là bị bệnh là khổ. Khổ thứ tám là bị chết là khổ. Đức Phật đã chỉ cho chúng sanh con đường diệt được các khổ này, đó là bát chính đạo. Thực hành các điều giới đức sẽ được giải thoát tất cả các khổ. Con cảm ơn Phật, 49 ngày đêm tu
thành đạo.